đen trắng. Các bạn thân mến, mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại. Vậy là đã 31 năm trôi qua, kể từ mùa thu năm 1988, khi người ta còn nhắc về một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mệnh của hai người nghệ sĩ tài năng trong nền văn học Việt Nam hiện đại là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nữ sĩ Xuân Quỳnh. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, thế hệ bây giờ không còn nhắc nhiều về câu chuyện này. Nhưng có một điều mà người trẻ chúng ta vẫn còn nhắc hoài nhắc mãi, đó là đã biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, thế nhưng Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và những lá thư tình, những vần thơ họ dành cho nhau vẫn khiến cho người ta say đắm. Dù đó là kẻ mộng mơ hay là người sống thực tại với cơm áo gạo tiền, hẳn đều sẽ có những lúc dừng lại và cảm thấy trái tim rộn ràng khi mình được sống trong tình yêu nồng nhiệt và lãng mạn đó. Ngày hôm nay, nhân một ngày vô cùng đặc biệt, khi mà có rất là nhiều sự kiện đã được tổ chức để nhìn lại về chặng đường 31 năm trôi qua, để họ kỷ niệm ngày mất của hai người nghệ sĩ tài năng trong nền văn học Việt Nam hiện đại và nhắc cho nhau nghe về câu chuyện tình yêu còn ở lại, thì chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về những vần thơ, về những lá thư mà Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh hay là Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ các bạn nhé. Và cùng chia sẻ về những lá thư này để hiểu thêm một điều rằng chưa bao giờ người ta thôi ngưỡng mộ về tình yêu của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và những dòng chữ mà họ đã dành cho nhau. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về những lá thư này. Ngày 5 tháng 6 năm 1976, Quỳnh thương yêu. Em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được, về với anh và con, về với nhà ta đi thôi, về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng, với những gã giáo phiên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm. Không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta và với mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ? Nếu chúng ta là kẻ không có tài trí lắm, không viết được những điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu, Vũ. Ngày 9 tháng 6 năm 78, Quỳnh nhớ thương. Em đã đi được một tuần, nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường, mẹ đi vắng, mí cứ quấn bố, tôi không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo, bố với em đi đón mẹ đi. Mi ăn được, ngủ được, vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác, bà Tuấn Anh vẫn ở đây. Ngày nào Tuấn Anh cũng về đi bơi, xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại xuống bác. Kít thì vẫn về luôn. Anh đang viết cho xong tập sách diễn viên, cũng mới viết được mấy bài thơ và định viết chuyện ngắn về Campuchia. Nhuận bút tập thơ của em, mẹ bảo có lẽ phải hàng tháng mới có tiền. Mấy bố con cũng túng, nhưng cũng cầm cự được vì có cá khô, tôm khô rồi. Anh làm mọi việc nhà xong, dù con Yên thì đã 11 giờ lúc đó mới làm việc. Mới biết em ở nhà làm việc nhà thật vất vả. Những gì em dặn về nhà cửa, về con anh đều nhớ và lo chu toàn. Chỉ có nhớ em và mong ngày em về. Có lẽ cũng phải một tháng nữa em mới về nhỉ.
em cũng chẳng nên mất thời gian về những dự định sẽ mua sắm bên đó để sức mà đi xem, đi chơi. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần, miễn là mình viết được và in được. Nhiều việc muốn làm quá, anh rất sốt ruột, sức khỏe thì có hạn, anh cũng muốn làm xong mọi con măng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã giữa năm, em về hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến. Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được. Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có. Nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả ngày qua cổng lại. Mi ngoan và tội lắm, rất khôn. Hôm qua đang chơi cái gì đó, mắng kít, chỉ chuyên phá hoại thôi. Mi bắt anh đọc bài, thầm chửi không thuộc. Mi khóc, bảo anh là bố không thuộc bài mà lại để mẹ đi Liên Xô mất. Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô để mẹ ở nhà đọc với em chứ. Hôm qua, Mi vẽ cái tranh gọi tên là Mi đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ. Anh gửi cho em đây. Hôn em. Nhớ em nhiều. Bên đó xứ sở đẹp đẽ, giàu có, có nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Và đây là những lá thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ. Ngày 8 tháng 6 năm 78, anh nhớ thương của riêng em. Suốt từ hôm đi, chưa lúc nào mở mắt ra được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều, nhưng bận quá và căng thẳng quá. Hôm em đi, trời mưa chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái áo mảnh ni lông trắng. Em nhớ thương anh muốn khóc, nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe. Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên đất ta ngoài anh và con. Khi máy bay bay lên, trời mù mịt, không thể nhìn thấy dưới được. Khi bay tới gần Mạc Tư Khoa nhìn xuống thì thấy như mờ mờ sáng. Khi xuống ca rồi, mới biết lúc đó là đang 11 giờ 30 đêm, giờ Mạc Tư Khoa. Đoàn em đi về một khách sạn rất thường. Em tìm không có một tờ giấy nào để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong thì đi nằm. Nhưng không sao nhắm mắt được, em nhớ thương con, nhớ anh quá. Giá như lúc này họ chỉ cho là Liên Xô đấy rồi lại lên máy bay bay về thì sung sướng quá. Chắc bố con anh ở nhà đang vật lộn với cái nóng. Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa. Anh bận nhiều, vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm. Không hiểu anh có nhớ em hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bắn gắt của em. Đừng giận em. Em dù có những nhược điểm như vậy nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm. Cả đời em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng với anh, không phải về tình yêu mà về trí tuệ. Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành, nhưng còn già về sự yên phận của người đàn bà, về sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống. Em nhìn em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh. Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống, trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh. Em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm. Em không thể hình dung ra là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào. Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình. Có thể anh không cần như thế, nhưng em cần như thế. Vì chắc chắn rằng em trẻ hơn và đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn. Anh đừng bao giờ nghĩ là bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường rồi, thế mà đôi khi vẫn quay lại, sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu. Ở người đàn bà, đôi khi chỉ cần nhan sắc thôi, nhan sắc là tài năng. Dẫu rằng có nghĩ về phía tinh thần thế nào đi nữa, thì người thông minh tài năng cũng cần có nhan sắc, tài năng mới toàn vẹn. Đôi khi em nghĩ quẩn là, có khi em phải bỏ anh đi, để em khỏi phải mang nỗi tủi nhục
là không xứng với anh. Nhưng em không có can đảm. Em yêu anh và em yêu anh và em đã nhập cuộc đời em vào cuộc đời anh. Bây giờ đối với em, đó chỉ là một cuộc đời thôi. Cắt đi làm sao nổi. Tháng 10 năm 1985. Anh nhớ thương. Có thể anh không mong thư của em vẫn viết cho anh. Vì trước tiên là nhu cầu của em muốn được trò chuyện với anh. Anh mới đi có 2 ngày mà em buồn quá. Con và em lại ốm. Hôm nay con đã ăn được tí cơm. Em đã đỡ ho, trời nóng, nhọc mệt nhiều. Chỉ muốn ở bên anh cho đỡ khổ. Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng biến mất vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà quá ngắn, dù cho có vài chục năm nữa bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân mình ra đi. Em mong và sẽ cố gắng sao cho những năm tháng sống của chúng ta vui và đỡ nhọc nhằn hơn. Em thương anh nhiều lắm, anh vất vả chẳng có chút nghỉ ngơi, làm sao mà đỡ đần sự nhọc nhằn được cho anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe và tình yêu của anh cho em và các con. Đừng ở lâu Sài Gòn, em và các con mong anh lắm đấy. Em đây. Và có một lá thư mà Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh. Mùng 7 tháng 11 năm 1987. Quỳnh thương yêu, nhà vẫn bình thường. Tuấn Anh đã đi làm từ ngày mùng 1 tháng 11. Mí ngoan, khỏe. Hôm nọ vừa đi lĩnh giải nhất cuộc thi viết về Liên Xô. Và hôm qua được đại sứ quán mời đến liên hoan. Anh vẫn bận bịu lắm. Vở chết cho điều chưa có ở nhà hát Tuổi Trẻ đã công diễn. Vở chương 3 20 tháng này sẽ xong. Hôm qua chạy mộc trên sàn, anh có mời anh Nguyễn Khải xem. Anh Khải thích lắm, bảo rằng là một vở kịch lớn. Anh mong em về xem. Chương 3 sẽ là sự kiện văn hóa trong những ngày tới. Anh rất nhớ em. Chúng ta đã sống với nhau 14 năm. Gian khổ cũng có, nhưng cũng nhiều niềm vui. Anh đã làm được nhiều việc, một phần cũng nhờ em. Và biết rằng, dù ở trên đời có nhiều cô gái khác, những yêu tinh như em vẫn nói, nhưng chỉ có em là yêu thương và hiểu anh, hiểu cả những thói tật, đến công việc và những nỗi đam mê. Ở bên đó em đừng lo lắng gì về anh và các con, cũng đừng khổ chi quá về việc mua bán, phải giữ gìn sức khỏe và tranh thủ đi chơi, đi xem, kẻo về nhà lại bận rộn nhiều việc, không tên như bếp núc chợ búa. Mẹ khỏe, Thơ phải giúp anh và mẹ nhiều việc nhà, Kít tích cực giúp bà, Tuấn Anh xuống chơi luôn. Anh đều để ý chăm sóc 3 đứa, em đừng lo. Anh Đức và Cần nói rằng tạp chí sân khấu Liên Xô số 10 năm 87 có bài viết về anh. Em kiếm cho anh một số nhé. Hôn em nhiều nhiều, anh Vũ. Các bạn thân mến, đó là những bức thư, là những bức thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ. Và cũng là những bức thư mà Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh. Chúng ta có thể thấy rằng là năm tháng có thể trôi đi, nhưng chỉ có tình yêu là ở lại. Và chúng ta có thể thấy là những tình yêu được gửi gắm trong những lá thư mà hai con người này gửi cho nhau là những phần gì ạ? Là những dòng viết mà bạn đọc như chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên đi, đúng không nào? Chị hy vọng rằng là ngày hôm nay khi mà chúng ta ngồi lại với nhau như thế này và tìm được một cái khoảng không gian cho mình cùng nhau nghe lại những cái phần thơ, nghe lại những cái lá thư mà Xuân Quỳnh gửi cho Lưu Quang Vũ hay là Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh, thì chúng ta sẽ cùng nhau trân trọng hơn những gì mà mình đang có, đặc biệt là tình yêu mà mình đang có ở thời điểm hiện tại. Trong năm vừa rồi, năm 2018, kỷ niệm 30 năm ngày mất của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, thì đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ tham dự trong một buổi lễ kỷ niệm, được không ạ? Trong một buổi lễ kỷ niệm khi mà nhìn lại về chặng đường của hai người nghệ sĩ tài năng này. Và có một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt khi mà nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng
người mà đã thủ vai trong bộ phim Người Phán Xử đấy. Và trong cái bộ phim vừa rồi rất là hot Về Nhà Đi Con, một ông bố rất là chất đúng không ạ? Thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã nghẹn ngào khi đọc thư và đọc thơ của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ. Chúng ta có một đoạn thơ như thế này: có phải vì 15 năm yêu anh trái tim em đã mệt? Cô gái bướng bỉnh, cô gái hay cười ngày xưa, mẹ của các con anh một tháng nay nằm viện. Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng, một mình em với giấc ngủ chập chờn. Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn, trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt. Luôn mắc nở những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật. Vẫn là gã trai nông nổi của em, người chồng đoảng của em, 15 mùa hè trói lọi, 15 mùa đông dài. Và các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là thơ tôi gì nào, chúng ta có những cái đoạn thơ trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Những cái sự lắng đọng của rất nhiều xúc cảm, những phần thơ của những người đi xa vẫn đồng vọng với những hồn thơ sẽ mãi bất tử ở chốn nhân gian này. Và chị hy vọng rằng là các em sẽ luôn trân quý những gì mà hai người nghệ sĩ này đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Cảm ơn các em vì đã đón xem phần video clip này. Chúc cho các bạn sẽ luôn giữ được ngọn lửa với văn chương nhiều như vậy.